24 điều. 1. Cha mẹ gọi trả lời ngay. 2. Cha mẹ bảo chớ làm biếng. 3. Cha mẹ dạy phải kính nghe. 4. Cha mẹ trách phải thừa nhận. 5. Đông phải hõm. 6. Hạ phải mát. 7. Sáng phải thăm. 8. Tối phải giếng. 9. Đi phải thưa. 10. Về phải chín. 11. Ổn định. 12. Nghề không đổi. 13. Giật tuy nhỏ chớ tự làm. Nhớ tự làm đổi đạo con. 14. Giật tuy nhỏ chớ cứng riêng. Nếu cất riêng cha mẹ buồn. 15. Cha mẹ thích chấp lòng làm. 16. Cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. 17. Thân bị thương cha mẹ lo. 18. Đất tổn thiên cha mẹ tuổi. 19. Cha mẹ thương hiếu đâu khó. 20. Cha mẹ ghét hiếu mới tốt. 21. Cha mẹ đợi khuyên thay đổi. Mặt ta vui lời ta nhiều. Khuyên không nghe vui ghen tiếp. Dùng khóc khuyên đánh không giận. 22. Cha mẹ bệnh nếm thuốc chứa. Ngày đêm hầu không rời giường. 23. Tan ba năm thương thương gió. Chờ đợi không liều thịt. 24. Tan bù đệ cũng hết lòng. Việc người chết như người sống.